chính. Như vậy chương C9 thì nó có tất cả là 6 tiêu chí, hồi nãy các chị thấy rồi ha, từ C9.1 đến C9.6 mình có tất cả là 6 tiêu chí. Thì ở các cái tiêu chí á, thì nó sẽ cần có các cái tiểu mục đúng không? Thì tất cả ở đây là các chị thấy là mình có 130 tiểu mục. Thêm là khoan nhường có bộ phận nghiệp vụ
nhân viên khoa dược được tập hợp thành một bộ và lưu tại khoa dược. Đó thì đây là bước 2 rồi, là những cái việc mà cấp bách mình cần phải đạt được, đúng không? Mình cần phải đạt được. Còn bước 3, bước 3 là có bản mô tả vị trí việc làm cho các cái vị trí trong khoa dược nè. Rồi khoa dược đảm bảo đầy đủ nhân lực cho các cái chức danh nghề nghiệp trong các cái bộ phận khoa dược. Đó, rồi khoa dược có nhân viên làm công tác dược lâm sàng, có dược sĩ dược lâm sàng, rồi có nhân viên phụ trách theo dõi báo cáo phản ứng có hại ADR của thuốc. Đó, lãnh đạo khoa dược trình độ gì các chị? Đại học trở lên. Lãnh đạo khoa dược có chuyên môn dược đó, là trình độ là đại học trở lên. Thì theo cái thông tư 22 mà mình đã học đó các chị, thì quy định là trình độ của lãnh đạo khoa dược là như thế nào? Trưởng khoa dược tối thiểu là dược sĩ đại học, chỉ riêng đối với bệnh viện hạng gì? Hạng 3 hoặc là không phân hạng thì trình độ dược sĩ trung học trở lên, nhưng mà phải có giấy, có giấy ủy quyền. Đó thì các chị thấy là đây là mức nào là coi như là mình đang đúng theo cái quy định. Mức nào? Không, mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5 thì cái mức nào là cái mức mà mình đang thực hiện đúng quy định. Mức 3. Đó, thì cái mức 3 người ta ở đây là người ta đang đúng là phải là trình độ đại học. Thấy không? Rồi. Đó, như vậy mức 1 là chưa có khoa dược, mức 2 là cái người phụ trách là trình độ gì? Là ở mức 2. Cao đẳng. Mức 3 là phải là trình độ đại học. Còn mức 4, đúng không? Mức 4 thì cũng là khoa dược có đầy đủ nhân lực cho các cái vị trí, rồi có cán bộ chuyên trách làm công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc. Rồi lãnh đạo khoa dược có trình độ sau đại học nha. Như vậy đối với mức 4 đó là trình độ là sau đại học hoặc là dược sĩ chính. Mức 5, mức 5 là lãnh đạo khoa dược là trình độ gì hả các chị? Trình độ tiến sĩ hoặc là chuyên khoa 2 trở lên, chuyên ngành dược. Đó, trình độ tiến sĩ hoặc là chuyên khoa 2 trở lên, chuyên ngành dược. Dược sĩ chính với là dược sĩ cao cấp là mình phải thi. Mình phải thi thì mình mới được công nhận. Thì ở đây các chị thấy là đối với như vậy ở cái mức 5 là trình độ là tiến sĩ với lại là chuyên khoa 2. Đó, ngoài bên cạnh thi thì nó sẽ có một số những cái tiêu chuẩn đó, thì mình phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn cũng như là tham dự các cái kỳ thi thì mình mới được xét. Đó, thì ở đây như vậy các chị sẽ lưu ý về cái trình độ của các cái mức nha, trình độ của các mức. Mức 1 là chưa có khoa dược, còn mức 2 thì ở đây á là có nhiều cái tỉ mục, nhưng mà mình sẽ chú ý về cái trình độ ha. Ví dụ như mức 2 thì người ta yêu cầu là phải là trình độ gì? Cao đẳng. Mức 3 là trình độ đại học. Mức 4 là trình độ sau đại học. Còn mức 5 là tiến sĩ hoặc là chuyên khoa 2 nha. Rồi bên cạnh đó, ví dụ như là 9.2 thì mình sẽ liên quan đến cái cơ sở vật chất và quy trình kỹ thuật cho các cái hoạt động dược. Đó, thì ngoài là thông tư 22 thì mình có các cái thông tư, ví dụ như là số 15/2011 quy định về tổ chức hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Thì cái tiêu chí 9.2 này đó, thường là cái tiêu chí mà các cái bệnh viện khi mà chấm thì lại bị thấp điểm. Đó, bị thấp điểm hơn so với các cái tiêu chí khác nha, là liên quan đến cơ sở vật chất và quy trình kỹ thuật cho hoạt động dược. Thì các cái nội dung ở trong các cái tiêu chí á, thì nó cũng rất là nhiều nha, rất là nhiều, cho nên đó là mình sẽ tự học, tự đọc thêm. Bây giờ là mình sẽ qua cái phần đó là về cái đánh giá, danh sách phân công đoàn, thành viên đoàn đánh giá của cơ quan quản lý trực tiếp và đoàn phúc tra của Bộ Y tế. Thank you.
đi mình sẽ có cái đoàn gọi là đoàn tự kiểm tra ha, là bệnh viện mình tự kiểm tra. Các chị bỏ ra cái phần là danh sách phân công thành viên của đoàn tự kiểm tra thì bệnh viện mình đang tự kiểm tra. Trang số mấy? 209. Về cái đoàn mà tự kiểm tra thì các chị thấy là ưu tiên là cái người đánh giá là có kiến thức trình độ nhất định về quản lý y tế và quản lý chất lượng. Rồi trưởng đoàn, các chị nhìn xem là trong sách trưởng đoàn là yêu cầu trình độ gì ha? Là ai các chị? À, phó giám đốc nha, phó giám đốc. Mình sửa lại đây là phó giám đốc nha. Mình sẽ học ở trong theo trong sách nha các chị. Rồi, như vậy là đối với cái đoàn này là cái đoàn mà của bệnh viện mình tự kiểm tra, thì trưởng đoàn là phó giám đốc bệnh viện, thư ký đoàn là lãnh đạo hoặc là nhân viên chuyên trách phòng quản lý chất lượng. Đó, như vậy đối với thư ký là lãnh đạo hoặc là nhân viên phòng quản lý chất lượng. Thành viên đoàn tự kiểm tra phải bảo đảm là có đủ đại diện của toàn bộ các cái phòng chức năng và đại diện cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong bệnh viện, ưu tiên thành viên mạng lưới quản lý chất lượng. Đó, như vậy có nghĩa là thư ký là nhân viên hoặc là quản lý của phòng quản lý chất lượng, và các thành viên trong đoàn là phải đủ đại diện của toàn bộ các cái phòng chức năng và đại diện của các khoa để mà tham gia trong cái đoàn tự kiểm tra. Và về số lượng của thành viên đoàn tự kiểm tra là do trưởng đoàn tự quyết định. Đó, như vậy đó là về cái danh sách của đoàn tự kiểm tra ha, là bệnh viện mình tự kiểm tra. Tiếp theo là đây là cái danh sách phân công thành viên đoàn đánh giá và của cơ quan quản lý trực tiếp và đoàn phúc tra của Bộ Y tế. Như vậy thì đối với cái đoàn này các chị thấy là cũng đương nhiên cũng ưu tiên là người đánh giá là có kiến thức trình độ về quản lý chất lượng, quản lý y tế, quản lý chất lượng. Trưởng đoàn là giám đốc và phó giám đốc Sở Y tế. Như vậy có hai
thư ký là có hai người, là một người là từ đâu các anh chị? Từ sở y tế. Một người là từ sở y tế, là từ phòng nghiệp vụ hoặc là phòng kế hoạch của sở y tế. Còn một người là từ đâu các anh chị? À, từ một cái bệnh viện trực thuộc sở y tế mà là nhân viên hoặc là lãnh đạo cái phòng quản lý chất lượng nào đó của một cái bệnh viện mà trực thuộc sở y tế. Rồi, đó là về thư ký. Nhà trưởng đoàn là gồm có giám đốc, phó giám đốc sở, thư ký là có hai người, là một người của sở y tế và một người là ở cái bệnh viện và trực thuộc sở. Trong đó phải có đại diện của ít nhất là hai cái bệnh viện cùng hạng. Như vậy bên cạnh đó thì số lượng thành viên là có ít nhất là hai bệnh viện cùng hạng. À, cùng hạng, đúng không? Và có điểm tự đánh giá thấp hơn hay là ngay sát với điểm của bệnh viện được chấm. Có nghĩa là những cái bệnh viện này cùng hạng và cái điểm mà tự đánh giá của họ thì sao các chị? Thấp hơn hoặc là nó sát với cái điểm mà cái bệnh viện của mình. Đó. Nếu mà sở y tế không đủ nhân lực có kiến thức về quản lý chất lượng thì có thể mời thêm nhiều thành viên của các cái bệnh viện trực thuộc. À, như vậy có nghĩa là những cái người mà trong đoàn đánh giá này có thể là từ sở y tế, và nếu mà nhân lực không đủ thì mình có thể mời thêm những cái nhân lực khác từ các cái bệnh viện ha, từ các cái bệnh viện mà có kiến thức về quản lý chất lượng. Số lượng đoàn là từ mấy các chị? 10 đến 16 người. Còn như vậy là mình có hai đoàn nha, một là cái đoàn tự kiểm tra, thì trưởng đoàn là ai các chị? Là phó giám đốc bệnh viện. Cái số lượng thì do trưởng đoàn quyết định chứ không có giới hạn về số lượng, được không? Còn đối với cái đoàn mà của cơ quan á, quản lý và của phúc tra của bộ y tế thì cái số lượng là từ 10 cho đến 16 người ha. Và ở đây như vậy là cái trưởng đoàn là giám đốc và phó giám đốc sở, có thư ký là có hai người, và ngoài ra thì có đại diện của các cái bệnh viện nữa cùng hạng và có cái điểm tự đánh giá sao thấp hơn hoặc là sát điểm đó. Thì bây giờ các chị sẽ thuê xem về cái tổng kết đánh giá chất lượng bệnh viện của năm 2021 của một số các cái bệnh viện của các cái bệnh viện ở tại thành phố Hồ Chí Minh ha, theo cái báo cáo của thạc sĩ Lê Ngọc Dân, phó trưởng phòng nghiệp vụ dược của sở y tế thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình sẽ tham khảo để cho mình biết được cái kết quả đánh giá như thế nào. Thì cái bộ tiêu chí mà mình đang học đó là bộ tiêu chí mấy các chị, phiên bản là mấy? 2.0 ha. Còn trước đây là mình có cái bộ tiêu chí là 1.0 là từ năm 2013, còn cái bộ 2.0 của mình là bắt đầu là từ năm 2016 đó. Trước đó thì kiểm tra xếp hạng thi đua của các bệnh viện thôi chứ không có cái bộ tiêu chí nha. Đó, như vậy hiện nay là mình đang áp dụng cái bộ tiêu chí 2.0. Thì so với cái bộ tiêu chí 1.0 á, thì cái số tiểu mục mà đặc biệt đó là mình đang quan tâm đến cái tiêu chí dược là cái chương sơ dính thôi. Mình đang đề cập tới cái chương sơ dính. Thì cái chương sơ dính hồi nãy các anh chị đã được học rồi là mình có 6 tiêu chí và mình có bao nhiêu tiểu mục? 130 tiểu mục có 6 tiêu chí đúng không? Thì cái số lượng này á, là nó đã tăng lên so với năm 2013 nha. À, năm 2013 thì mình chỉ có 115 tiểu mục, có nghĩa là ít hơn 15 tiểu mục nha. Số tiêu chí thì nó cũng là giống nhau và cũng là 6 tiêu chí đó. Thì cái này mà các chị đã học rồi ha, 130 tiểu mục và có 6 tiêu chí. Thì năm 2021 số bệnh viện, cái này là mình xem để mình biết thôi ha. Thì được đánh giá ở đây, tổng số bệnh viện được đánh giá là 115 bệnh viện. Khối các bệnh viện thành phố là 32, khối bệnh viện quận huyện là 23 và các bệnh viện ngoài công lập là 60. Đó, như vậy tỷ lệ bệnh viện ngoài công lập là chiếm cái số lượng nhiều nhất nha. Đó, bệnh viện. Rồi, về cái điểm trung bình, về cái điểm trung bình của năm 2021 thì mình có thể thấy là khối bệnh viện thành phố, đúng không? Thì cái điểm trung bình của nó là 4.2. Khối bệnh viện quận huyện là 3.6, còn ngoài công lập là 3.1. Đó. Cái dòng màu đỏ ở trên là năm 2021. Như vậy khi mà mình so giữa ba khối này thì cái khối nào là cái điểm trung bình cao nhất các chị?
10 cái khối bệnh viện thành phố. Đó, thì cái điểm trung bình ở đây này, thì các chị thấy là ví dụ như khi mà đánh giá thì trung bình ví dụ bệnh viện Hùng Vương Nhi Đồng 1 là 500. Rồi, bên cạnh đó ví dụ như các bệnh viện nhiệt đới nhân dân 115, 1 là 4.8. Rồi các bệnh viện ví dụ như Phạm Ngọc Thạch nhân dân Gia Đình 4.7, Nguyễn Trãi Gia Liễu, bệnh viện Đa Khoa khu vực Thủ Đức 4.5. Đó, rồi đó thì các chị thấy là đây là top 10 khối bệnh viện quận huyện, đây là top 10 khối bệnh viện ngoài công lập. Bệnh viện quận huyện thì có là bệnh viện Thủ Đức nè, Lê Văn Thịnh nè, bệnh viện Bình Thạnh nè, đó là nằm ở trong top 10 đó, các bệnh viện top 10. Đây là bệnh viện top 10 mà một khối bệnh viện mà ngoài công lập Việt Nam, thì Vinmec nè, Tâm Anh nè, Hoàng Nguyễn Sài Gòn, Phát Việt, Xuyên Nga thì nó nằm ở trên cái top viện ở trên, đặc biệt là Vinmec và Tâm Anh nha, là được 4.7. Đó, thì đây là của năm 2021. Rồi về nhận xét thì điểm trung bình chung công tác dưỡng là 3.53, tương đương với điểm trung bình chung các tiêu chí khác của toàn bệnh viện là 3.56. Có nghĩa là toàn bệnh viện mình đang chấm cái chương xe máy thôi các chị. Nếu nói là chương xe máy xin chính thôi là 3.53, thì nó cũng tương đương với cái điểm chung của toàn bệnh viện, hiểu không? Đó là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến đến cái việc kéo điểm lên hoặc là làm kéo điểm xuống ha, mà nó cũng là cái mức điểm tương đương. Điểm trung bình công tác dược của các bệnh viện năm 2021 thì tương đương năm 2020 trừ của cái khối bệnh viện quận huyện là cái năm 2021 thì nó là bị giảm nha. Đó, trong 6 tiêu chí công tác dược thì cái tiêu chí C9.2 là có cái điểm trung bình thấp nhất. Là cái gì các chị, liên quan đến cái gì? Cơ sở vật chất và cái quy trình kỹ thuật. Rồi xét về điểm trung bình công tác dược thì cái khối thành phố cao hơn bệnh viện quận huyện và cao hơn bệnh viện ngoài công lập nha. Rồi xét về top 10 thì cũng là bệnh viện thành phố rồi cao hơn bệnh viện ngoài công lập và cao hơn bệnh viện quận huyện. Đó, thì đó là một số cái điểm mà các chị xem để mà mình biết mình có một cái bức tranh tổng quan về cái mức chấm điểm về chất lượng của các cái bệnh viện nha. Đây là mình chỉ đang đề cập đến các cái bệnh viện mà tại thành phố Hồ Chí Minh thôi nha, của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo. Rồi như vậy sáng nay là các chị đã học xong cái bài bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện nha. Rồi các chị nắm về cái cấu trúc của bộ tiêu chí, nó gồm có những phần nào, mỗi phần thì nó gồm có cái gì mà để mà đánh giá chấm điểm, cái cách phương pháp đánh giá chấm điểm nó như thế nào, đúng không? Mức nào thì mình sẽ chấm điểm ở cái mức đó. Để tính cái điểm trung bình thì mình sẽ lấy tổng điểm của tất cả các cái tiêu chí và mình sẽ chia cho cái gì các chị? Số lượng, tổng số chất lượng tiêu chí mình áp dụng là cộng với số mấy? Cộng với số 7, đúng không? Rồi, và mình cũng nắm về cái đoàn đánh giá. Hai đoàn đánh giá thì mình có hai đoàn là đoàn tự kiểm tra và cái đoàn của cơ quan quản lý cái cơ quan và cơ quan đoàn phúc tra của Bộ Y tế, được không? Rồi, như vậy nhắc lại là chiều nay nha, các anh chị sẽ kiểm tra lúc 1 giờ, được không? 1 giờ mình sẽ kiểm tra ha. Rồi, các anh chị nghỉ nha, có